Sáng 28 tháng 5, Ủy ban bầu cử tỉnh Quảng Nam công bố kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Hòa thượng Thích Phước Minh là một trong 57 đại biểu trúng cử. Theo kết quả của Ủy ban bầu cử tỉnh Quảng Nam vừa công bố, Hòa thượng Thích Phước Minh, Ủy viên Ban Giáo dục Phật giáo Trung ương, Phó Ban Trị sự, Kim trưởng Ban Giáo dục Phật giáo tỉnh Quảng Nam, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Phật học tỉnh, trụ trì Chùa Long Hoa, thành phố Tam Kỳ, đã đắc cử Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, toàn tỉnh Quảng Nam có 1.532 khu vực bỏ phiếu, có 24 khu vực bỏ phiếu sớm và có 91 người tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh để bầu 57 người. Hòa thượng Thích Phước Minh, Thế danh Lê Thụy Kim Sơn, sinh năm 1961, tốt nghiệp cử nhân Phật học khóa 3, Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, là ứng cử viên đại biểu do ban trị sự Phật giáo tỉnh giới thiệu tham gia tái ứng cử, đã đắc cử tại đơn vị bầu cử số 16 thuộc huyện Thăng Bình.